Giữa rừng sâu thấm thẳm, nơi xa thật xa mới có một mái nhà, hoàn toàn vắng bóng trẻ con, nơi chỉ có cây, cây và cây. Ba bạn nhỏ, một ca sĩ nhí, một siêu mẫu nhí, một vũ công nhí. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả ba bạn nhỏ này lần đầu trải qua 24 giờ ở chốn rừng sâu hoang vu? Và còn chờ gì nữa, chuyến phiêu lưu của ba bạn nhỏ bắt đầu. Cao Minh Thiên Tùng, hot boy 12 tuổi, ghi dấu trong lòng khán giả bởi vũ đạo điêu luyện và giọng hát đầy nội lực. Ben Lee, cậu bé 8 tuổi, thông minh hoạt bát, được khán giả truyền hình nhớ mặt gọi tên với hình tượng anh Ba Đớt. Em Phúc Đặng Khả Hưng, 5 tuổi, được biết đến như một thần đồng belly dance. Ở tập trước, ba bạn nhỏ của chúng ta đã được ông hai, người đã gắn bó với rừng sát 41 năm, đưa đi trồng rừng. Lần đầu tiên được trải nghiệm công việc thú vị của những người giữ rừng đã để lại trong lòng ba bạn nhỏ nhiều cảm xúc thú vị. Quay lại đây nữa để con hứa đến là một hồi năm sau là con sẽ quay lại đây nữa. Năm sau con quay lại đây để con coi cây của con với anh hai với em út chồng nữa. Coi nó kết to vậy đó. Chứ hồi nãy con thấy mới trồng hồi sáng, bây giờ chiều nó mọc rồi đó. Chỉ còn mấy cây giờ chưa mọc thôi. Có một vài cây nó mọc to rồi đó. Tạm gác lại công việc trồng cây gây rừng, ba anh em tiếp tục được ông hai đưa đi bắt còng cua. Rồi. Rồi đi nè. Nè ông chỉ cho. Nè. Nè là ông chỉ cho. Thí dụ cái hang nó dày, dạ, phải không? Dạ. Ông đạp đây. Ồ. Thấy chưa? Có gì đâu. Đâu. Đâu con làm thử đây coi. Xíu. Rồi thò, rồi thò vô hang. Ủa đây hả cái hang? Ừ cái hang đấy. Đâu rồi, nè nó nè. Chọt sâu á, chọt tuôn này. Mày. Đâu ơi, nó kẹp con đau quá à, để này con bắt con ta nó kẹp đau quá à. Sao người ta bắt bằng chân không nọ này. Nè. Đúng rồi. Wow. Bắt cua lên. À. Việc lỗi sinh xem ra gây không ít khó khăn cho cô Út. Còn với anh hai Thiên Tùng thì không còn nhận ra ông anh hai sợ bẩn của ngày nào nữa. Đi vô của mẹ. Đừng. Thôi con này nó đi chơi rồi. Trong khi đó thì là con bắt được quá trời rồi. Ê, trời ơi bé. Bé chắc cậu mé luôn quá. Nó nát luôn rồi, con bóp nó nát luôn rồi. Rồi chắc đem xe cậu bé lên quá. Con bắt được một con nữa rồi nè. Ê, cô nó bò. Đâu vậy? Đúng lúc đó, một sự cố xảy ra. Cái gì? Vừa giải cứu em trai đã lại đến em gái. Cứu ơi, đúng rồi này, chim luôn rồi. Trời ơi, cần nó đang chơi. Nó đi nữa rồi. Lấy xe cẩu luôn. Này. Trời ơi. Trời ơi. Bắt mấy hàng cua bự không bắt. Ê, nè. Mấy anh. Quay người lại nằm ngửa ra. Có nằm ngửa. Có bị bự. Ê con cua. Con núp trong cái lá. Nè, chọc cái này. Đó. Chọc tới nữa. Ê, lượm liền. Chọc vô. Chọc đại vô không sao đâu, chọc vô. Nó đớp á. Chọc mạnh vô. Mày hả mày? Sau tất cả mình đã bắt được một con. Sao cỡ con bé tới vậy? Chị nè, giờ ngồi vậy đi. Dạ tôi đi bắt ốc hay là tôi đi? Ngồi không đi vậy? Đem ra đây. Có màu vậy không được? Bắt không bắt mà. Chạy vô má nào đi được hả? Con chạy được không? Giờ ngồi chạy được không? Ngồi chạy được không? Giờ con bỏ ớ trời ơi, con trời ơi coi rồi. Sao con chi dữ vậy? Xem ra cô Út Khả Hân hôm nay đã tìm ra phương thức làm đẹp mới. Lần đầu tiên mình mới giờ tới như vậy. Vừa làm vừa chơi, chẳng mấy chốc mà dấu chân các bạn nhỏ đã in khắp bãi sông. Và giờ thì đang có một sự tranh cãi nho nhỏ. Không được là không được, ok. Ở nhà làm cô với Hân đi. Vậy là để không chịu. Mình anh đi bắt cá rồi. Thay đồ các thứ rồi. Chừng nếu mà em không tắm đi, em không thay đồ đi thì xuống được. Thế anh chưa thay đồ không? Không. Để em thay đồ lại hồi nãy em cho em đi không? Không. Tại sao? Thầy nhớ thay rồi. Ủa thì bây giờ cởi đồ này ra, mặc đồ đó vô, một hồi về nhà mặc lại đồ này. Anh đi nha. Không. Mặc cho những lời năn nỉ của cậu em tinh nghịch, anh hai Thiên Tùng vẫn quyết định lên đường một mình. Và kết quả là... Sự liều lĩnh của cậu em trai rốt cuộc cũng đã khiến anh hai đổ hang. Thôi lên đi. Thôi anh sợ em rồi. Lên đi. Thôi Ngân nhảy ra bơi. Từ từ nha. Vậy là Ben và Thiên Tùng sẽ cùng ông hai đi bẫy cá. Trong lúc đó nàng Út đang đi. Làm gì đây? Con dở cao lên, đó. Con dở đừng có đụng cái đó, đó. Thấy chưa? Giờ anh hơi con nấu giỏi kia chứ không? Hồi bữa con chơi với hai anh kia nói như vậy nè. Nói câu là nó. Nói như vậy nè. Nó không biết đâu an tâm người khác. Này nói đi. Đi đâu? Đi chơi để nói xấu con. Nói xấu con. Bây giờ mình phải làm công chuyện để cho hai anh biết tai mình. Bây giờ mình cắt chút đi đã. Con vật này giả dữ vậy ta. Rồi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị là đồng chị cho. Chiêu lên đi, thò gắn chiêu đó. Đây nè, lên đây ngồi. Nè, nói vậy nè. Hiểu không? Cậu kêu. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu. Xéo về. Rồi con phải bỏ cho cái này nó xuôi lại như thế này. Làm sao cho nó thẳng vậy. Hiểu chưa? Cuối cùng lấy cây này cầm đầu ra. Cầm thẳng cái đẹp coi. Ủa, căng vậy đẹp thôi chứ gì. Rồi. Vì sao con căng để làm gì? Như vậy. Để cho cá nó bò vô. Vậy được rồi đúng không ông? À, con đố ông có để nó làm là coi con gì vô nhiều nhất con biết không? Dạ con mực. Dạ, cua. Con mực nhiều nhất. Yeah. Con mực sao lại mực? Ví dụ con mực nó đi trên mấy cái lỗ cẳng nào nó chen lỗ cẳng nó ra. Còn con làm vậy thì nó kín hết. Nó đã vô vào hết là 10 con nó vô đủ. Con mực nó đi là sát đáy chứ không có đi trên. Cái này con kêu bằng cái gì? Rổ. Cái bung. Xong gạo quá. Không bây giờ vậy nè, chưa rồi. Con đã kịp có những bài học mở lòng đầy mới mẻ. Giờ thì về nhà và chuẩn bị ăn cơm trưa thôi nào.